Xin chào mọi người. Hôm nay thì Thành Khuyên bên mình đang bốc xếp một lô hàng để chở đi Hải Dương, Hưng Yên và Quảng Ninh. Đây mọi người, sập thờ Hoành Phi Cô Đối và bộ sập thờ nhị cấp. Mùa dịch Covid này thì hàng bên mình vẫn giao được ở những cái tỉnh thành mà không áp dụng theo chỉ thị 16 nhá. Hiện tại thì gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ Nam Phi và gỗ gụ thì đang rất là chuộng nhé. Nói chung là trong thời gian vừa qua thì rất nhiều khách hàng đã tin tưởng đặt hàng bên cơ sở Thành Khuyên. Có người thì đặt nội thất phòng thờ, có người thì đặt lô hàng nhà thờ họ. Thì cũng rất cảm ơn các khách hàng trong thời gian vừa qua đã tin tưởng ủng hộ cho cơ sở. Thì bên cơ sở mình tiếp tục đưa ra những cái mẫu phòng thờ đẹp, mẫu nhà thờ họ đẹp để có thể cho mọi người tham khảo và đáp ứng theo yêu cầu của mọi người. Rồi, tiếp tục một chiếc cuốn thư nữa nhé. Đây là cuốn thư dài 1m97 thôi nhé, loại ngắn hơn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo.